đứng im. Tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày đâu. Một khốn chúng mày, rồi chúng mày sẽ biết tại tao. Bọn em có cái này cho chị. Là cái gì? Bọn em vừa đi mua được chiếc diều này, chơi vui lắm chị ạ. Mua bạn cái gì? Chắc chúng mày vừa đi ăn trộm con cướp ở đâu về chứ gì? Không phải đâu chị, bọn em đi mua thật đấy. Mày còn định qua mặt tao à? Đúng là bọn em không qua được mắt chị cái gì hết. Chúng mày ở với tao bao nhiêu lâu rồi? Chúng mày làm gì mà tao không biết à? Thôi, chúng mày cút ra ngoài hết đi. Mà một lúc vô tích sự. Nhiều chiếc vương thế này, các chị bảo không thích. Mình nó có quen không? Hình như là con bé vừa lấy mình cốc rượu sao ấy. Đúng vậy, chính là tao. Thì đã là rượu quá. Bắn! Các tôi bị sợ gì nữa? Bắt đầu đi! Đây là chìa khóa Candy mà. Chị
Không có gì đâu Candy. Lần sau có chuyện gì cậu nhớ phải nói cho tôi biết. Tôi biết rồi. Chúng ta về thôi. Thế nào rồi? Bọn Alibaba vẫn im hơi lặng tiếng. Khả năng chúng nó có một âm mưu to lớn nào đó. Được rồi, các cô hãy tiếp tục theo dõi bọn chúng. Có tình hình gì, báo cáo cho tôi. Lô hàng lần này rất là quan trọng. Các ông phải thật cẩn thận. Ông cứ yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ giao đến tận tay cho các ông. Đây là thời gian và địa điểm giao dịch. Được rồi, hãy báo với sếp của các ông là chúng tôi sẽ có mặt đúng giờ. Vậy, tôi đi đây. Vì vụ lần này mà thành công thì chúng ta sẽ giàu to. Hãy cẩn thận. Sếp, bọn địch gớm đã bắt đầu nghi ngờ chúng mày rồi. Sếp cứ yên tâm, bọn em đã tính toán hết rồi. Hình như là người của bọn Hunter. Bọn chúng hết đây làm gì nhỉ? Đứng lại! Tòa nhà B đây rồi. Bây giờ là 14 giờ chiều. Bọn chúng sắp tới rồi. Chúng ta triển khai kế hoạch thôi. Mục tiêu đã xuất hiện. Ok, tớ đã vào vị trí rồi. Ok. Chúng mày cũng đến đúng giờ đấy nhở? Tất nhiên rồi, làm ăn mà lại. Hàng của bọn tao đâu? Hàng của chúng mày đấy rồi. Tao vào kia giao dịch. Ok. Thank you.
chúng ta chạy một tòa nhà B. Chúng hãy hành động đi, tớ sẽ hiểm trợ cho bọn. Ok. Kỳ thân, lộ rồi. Chúng ta đã bị nhanh rồi chùa thôi. Đã chết rồi. Nhưng tôi không muốn rời xa cô ấy. Vậy thì cô đi theo cô ta đi. Bố ơi, bố. Thank you.
hội để tớ và cậu bắt nó. Đây là căn cứ của Alibaba. Tôi chỉ có thể dẫn các cô tới đây thôi. Không được. Chính của chúng ta là tên trùm cầm đầu Alibaba. Thôi, cứ để cho nó chạy đi. Thôi, chúng ta chia nhau ra hành động. Ok. Tên ở ngoài hành lang, tớ và cậu chia nhau ra. Alibaba. Chúng ta.